Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ bánh xe cuộc đời ở trên máy tính của mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào Start thanh công cụ để chúng ta tìm phần mềm pen có sẵn ở trong máy của mình và mình chọn nó. Nó sẽ hiện lên giao diện của cái phần mềm pen này. Thì các bạn đầu tiên chúng ta vẽ bánh xe thì cần phải có một hình tròn đúng không ạ? Giống như trên lớp các thầy cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Mình sẽ thả một hình tròn ở đây. Sau đó hình tròn này mình cần chia thành 8 phần bằng nhau. Các bạn sẽ sử dụng cái ký hiệu này, line đường kẻ đúng không ạ? Để chúng ta sẽ kẻ thành 8 phần bằng nhau. Khi các bạn thấy nó chéo, mình có thể chọn nút quay lại để mình sẽ chọn làm sao cho nó được thẳng nhất, đẹp nhất đúng không ạ? Tính điểm cho các ô, mình sẽ có căn cứ để mình kẻ làm sao cho nó hài hòa nhất. Thì tan điểm sẽ là từ 0 đến 10 đúng không ạ? Ồ, may quá nó vừa tầm đẹp luôn. Còn nếu như các bạn mà thấy là nó to nhỏ hơn thì chúng ta có thể là chọn ở đây để thay đổi cái cỡ chữ làm sao cho phù hợp. À, nó quá bé, vậy là cỡ 11 là hợp lý với máy của cô. Rồi, sau khi đã chia ô xong thì bây giờ chúng ta sẽ viết tên cho từng cái nội dung của từng ô này nhé. Thì các bạn sẽ chọn bấm vào A đúng không ạ? Ô đầu tiên của chúng ta đó chính là gia đình, tương tự với các ô còn lại. Ta đã đặt tên cho từng ô này rồi và sau đây thì mình sẽ cho điểm với từng ô. Thì các bạn nhớ các nội dung ở trên lớp các thầy cô đã hướng dẫn chúng ta và chúng ta đã có điểm của từng ô rồi, bây giờ mình chỉ cần thể hiện nó vào đây thôi ạ. Thì đầu tiên đó là chúng ta viết lại điểm của từng ô cho nó dễ theo dõi. Với gia đình ví dụ các bạn cho 9 điểm đúng không ạ? Sức khỏe là, thì tiếp theo là mình sẽ thể hiện bằng màu sắc để chúng ta hình dung ra được là à, với mình vẽ như vậy thì nó đã cái bánh xe của mình hiện nay nó như thế nào. Thì các bạn sẽ sử dụng biểu tượng dấu ngã này. Ô gia đình 9 điểm đúng không ạ? 9 điểm nó sẽ ở khoảng này. Chúng ta sẽ nối hai cạnh bằng nhau. Rồi, mình sẽ đặt vào giữa để kéo làm sao cho nó song song với cái đường hình tròn bên ngoài. Và tiếp theo mình sẽ sau đây mình sẽ đổ màu cho từng ô này. Và với từng ô thì các bạn sẽ chọn một màu sắc ở đây ạ. Với ô gia đình bạn chọn màu gì? Gia đình thì màu cam chẳng hạn đúng không ạ? Đó, như vậy là chúng ta đã đổ màu xong cho tất cả các ô trong bánh xe cuộc đời của mình. Mà mình nhìn đó, thấy ở trong các ô màu sắc mình sẽ thấy là cái sự gập ghềnh của bánh xe của mình. Sau đây thì ta sẽ lưu. Để lưu được cái hình này vào thì cho bạn sẽ chọn vào file, mình sẽ chọn là lưu. Và khi mình mở ổ cứng của mình ra, mình sẽ nhìn thấy bánh xe cuộc đời đây. Chứ các bạn mở ra thì các bạn hoàn toàn có thể lấy được cái bánh xe này để chúng ta sẽ gửi lên trên Canva để thiết kế cho cái bộ phim cuộc đời của mình.